Sưởng Ngũ Quang Vinh xin chào tất cả các bác. Sau đây thì Sưởng Ngũ Quang Vinh sẽ quay video clip giới thiệu cho các bác một cái mẫu rất là đẹp, rất là VIP. Đây là đôi lục bình tứ linh các bác nhé. Đôi lục bình này thì bên em có rất là nhiều chất liệu, từ gỗ hương thì gỗ chắc và có rất là nhiều kích thước nhá, từ 70, 80, 1m, 1m2 hay là 1m5 bên em đều có. Đây là một lục cây, đây là một đôi lục bình tứ linh, hai mặt rất là đẹp này. Đây các bác có thể nhìn thấy này, những cái nét đục hoa văn được chạm trổ cực kỳ là chi tiết và rất là đẹp các bác nhá. Hôm nay thì sẽ giới thiệu qua cho các bác mẫu gỗ hương này trước. Nếu như mà các bác có nhu cầu đặt hàng các kích thước khác hay là chất liệu gỗ khác thì cứ nhắn tin trực tiếp cho Sưởng Gỗ Quang Vinh bên em nhá. Sau đây thì sẽ quay sát để giới thiệu cho các bác chiêm ngưỡng này. Đầu tiên ở đây thì là hình ảnh con rùa nhá, quy các bác nhá, rất là đẹp, cực kỳ là VIP luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy là chiếc lục bình của bên em được nghệ nhân bên em đục cực kỳ kỹ này. Các bác nhìn chất liệu gỗ hương nhá, vân gỗ rất là nhiều mà được đục này, hoa văn này, rồi chữ Hán này, rất là đẹp. Thì các bác chiêm ngưỡng nhá. Đây, những cái đường nét này ở cổ bình nhá, được đục những cái bông hoa này, triện hoa này, rất là đẹp này, những cái bông hoa nổi này, hoa lá rất là nhiều chi tiết này. Đó, hay là những cái đường tròn này đại diện cho sự phú quý này, viên mãn rất là đẹp. Phần đế cũng được đục rất là nhiều hoa, cực kỳ là nhiều mẫu mã và kích thước luôn. Đây là hình ảnh là một con rồng các bác nhá. Lục bình phong thủy thì có hình dạng đặc trưng là thân này phình to và cổ bình thì thắt lại và đến phần miệng thì loe ra. Được nghệ nhân bên em đục này, những cái nét đục cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể nhìn là rất là mịn nhá. Sờ này, kỳ mịn và rất là đẹp. Trong phong thủy thì lục bình có ý nghĩa là tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc, sự phát tài, phát lộc, mang ý nghĩa về sự may mắn cát tường và những điều mới mẻ mang đến cho gia đình. Hình dạng của lục bình thì có tác dụng là thu giữ những cái vận khí tốt cho gia đình. Đôi lục bình như thế này các bác có thể đặt ở rất là nhiều nơi trong nhà mà mang đến những cái hình ảnh cực kỳ là đẹp và cực kỳ là đẳng cấp cho gia đình. Các bác có thể bày ở trên kệ những cái lục bình kích thước thấp hơn, hoặc là các bác có thể bày ở những kích thước nhỏ thì các bác có thể bày ở tủ rượu này, hay là trên kệ tủ, hoặc là bày ở bàn thờ, hoặc là những cái kích thước to thì đặt ở hai bên bàn thờ đều rất là đẹp, hoặc là bày ở bàn ở hai bên cạnh bàn, ở ngay cửa ra vào cũng được các bác nhé. Nhưng mà cái cỡ mà để ở trên bàn hay là ở bàn thờ thì nên chọn những cái size, những cái kích thước là cao 50, hoặc là các bác những cái loại mà 1m hoặc là 70 phân, 1m2 thì nên đặt ở hai bên cửa, hai bên bếp bàn, phòng khách, hoặc là hai bên kệ tivi, cực kỳ đẹp và rất là sang trọng. Bên em thì hiện nay bên em làm rất là nhiều những cái mẫu tứ linh như thế này, bởi vì nhìn những cái đường nét hoa văn nó rất là nhiều, nhìn nó rất là bắt mắt, mà chất liệu gỗ rất là đẳng cấp. Bên cả cái lục bình này cao 70, đường kính dày là 50 phân và bên trong là đọc gỗ các bác nhá, gỗ đọc ruột mà rất là nặng luôn. Cái này là phải hai người bê mới bê được nhá. Các bác có thể nhìn thấy những đường nét hoa văn bên em cực kỳ sắc nét này, rất là đẹp này. Chạm trổ rồng phượng có ý nghĩa làm tăng sự huyền ảo, như là nơi tụ hội của năng lượng. Đôi lục bình tứ linh này có hình ảnh long lân quy phụng, là bốn linh vật có sức mạnh rất là phi thường và tượng trưng cho trời đất. Đây là hình ảnh rồng các bác nhé. Hình ảnh rồng được nghệ nhân bên em đục rất là đẹp. Đây này các bác có thể nhìn thấy là đục nổi hoàn toàn. Bên cạnh thì còn có những cái vân mây trông cực kỳ là huyền ảo, rất là đẹp luôn. Hình ảnh rồng nhá các bác nhá. Hình ảnh đằng sau thì là rùa nhá, quy hay còn gọi là rùa. Đây là một con vật có thật và là một hình ảnh rất là quen thuộc, gắn liền với hình ảnh người Việt, mang ý nghĩa thanh cao thoát tục rất là đẹp. Các bác có thể nhìn thấy những cái đường nét đục siêu VIP luôn. Các bác bày một cái đôi lục bình này trong nhà không những đẹp mà còn cực kỳ là đẳng cấp. Bên cạnh này thì là hình ảnh của lân các bác nhé. Lân thì mang đến điềm lành, thái bình, thịnh vượng và là một linh vật trấn giữ cửa nhà, hóa giải sát khí. Khi phía đối diện chĩa thẳng vào nhà thì các bác có thể là bày lân để hóa giải sát khí nhá, rất là đẹp, siêu VIP luôn. Các bác nào yêu thích lục bình này thì có thể để lại tên và số điện thoại cho Sưởng Gỗ Quang Vinh.
hoặc các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại là 098 728 7557 hoặc là 097 970 1668. Bác nào mà ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em ở số 4, dãy V2, shop house Tố Hữu Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội để tận mắt chiêm ngưỡng những cái tác phẩm rất là đẹp của bên em nhá. Quay cho các bác xem một chút đôi lục bình gỗ chắc của nhà em rất là vip. Quay làm sao để cho bác xem. Đây nhà em có đôi lục bình gỗ chắc này cực kỳ đẹp luôn. Bác nào thích thì cứ nhắn tin trực tiếp cho bên em. Đôi lục bình chắc này cũng được đục tứ linh các bác nhá. Rất là đẹp đấy ạ. Rồng này các bác nhìn những hình ảnh cực kỳ chi tiết luôn. Siêu vip bên em để ở hai bên mép bàn, cực kỳ vip và đẳng cấp. Chất liệu cũng chắc các bác nhá. Nếu mà các bác nào thích thì cứ liên hệ cho bên em gửi hình ảnh cho các bác xem. Còn đôi lục bình gỗ hương của bên em này thì cực kỳ là đẹp rồi. Những cái mẫu mà chạm trổ nhiều hoa văn như thế này thì nhìn đẹp hơn những cái mẫu trơ rất là nhiều các bác nhá. Anh các bác có thể nhìn thấy hình ảnh phượng này, phượng hoàng. Phượng hoàng thì là bắt nguồn từ Trung Hoa và là một loài chim rất là đẹp, là một trong số những linh vật tối cao ngang với rồng, mang ý nghĩa là tượng trưng cho hình tượng của người mẹ và ẩn chứa một cái sức mạnh rất là huyền bí. Một đôi lục bình tứ linh siêu vip luôn. Đôi này bên em cao 70 và đường kính la phi 50 các bác nhá. Bên em có kích thước 70-80, 1m, 1m2 và 1m5. Các bác có thể đặt hàng hoặc là qua trực tiếp cửa hàng bên em để trực tiếp chiêm ngưỡng các sản phẩm này. Mỗi đôi lục bình bên em đều được lựa chọn, được xưởng gỗ Quang Vinh lựa chọn từ khối gỗ, sau đó được nghệ nhân chạm trổ rất là công phu. Và các bác có thể thấy là những cái nét độc đục thì đều rất là đều và cực kỳ mộc mạc, màu sắc rất là đẹp, vân gỗ thì tự nhiên. Và giá cả khác nhau các bác nhé, phụ thuộc vào kích thước của bình cũng như là chất liệu của gỗ. Các bác có thể thấy là siêu đẹp luôn. Bác nào yêu thích thì cứ để lại tin nhắn cho bên em. Các bác có thể thấy là những chiếc lọ lục bình được đục tỉa rất là tỉ mỉ. Những cái nét hoa văn thì được bên em, nghệ nhân bên em chạm trổ rất là tinh tế, từ cái hình ảnh tứ linh ở trên thân bình hay là những cái đường nét hoa văn ở chân bình này, rồi đến những cái hoa văn ở xung quanh này, đều làm cho lọ lục bình rất là đẹp mà sang trọng và nhiều hình ảnh chi tiết. Rất là đẹp các bác nhé. Đôi lục bình này mang đến một cái vẻ đẹp sang trọng cho không gian của ngôi nhà, không những có ý nghĩa về phong thủy mà còn có giá trị về mặt thẩm mỹ, cũng như là một cái chất liệu gỗ rất là quý. Cái bình thì hoàn toàn là liền và bên em chỉ có tùy từng chiếc bình, như chiếc này thì bên em có chắc một chút chân, và tùy theo mỗi chiếc bình mà bên em kích thước các bác nhé. Những chiếc bình như thế này thì đem lại tài lộc may mắn và mang đến những cái ý nghĩa rất là phong thủy cho gia đình và cũng như là không gian phòng khách của gia đình các bác. Các bác có rất là, bên em có rất là nhiều kích thước để cho các bác lựa chọn, cũng như là nếu như bác nào yêu thích chất liệu gỗ nào thì cứ nhắn tin cho bên em để đặt hàng các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video clip về đôi lục bình của xưởng gỗ Quang Vinh. Xin chào tất cả các bác.